chị go. Lần sau ấy, mẹ nghĩ là lần sau đi tầm 6 rưỡi, đi tầm tối này thoải mái hơn này. Bữa sau cả bố đi bơi cho mát. Hả? Bơi đi con, bơi đi. 1, 2, 3, go. Yeah. Hello mọi người. Đang là nhảy bơi Waterfront Hotel Sông Lam. Đã chưa? Bây giờ thi lặn xem ai là người lặn lâu nhất nha. Bây giờ hai người lặn xem ai là người lặn lâu nhất nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Mệt à? Sau tay kia để sâu chạy đây kia, mẹ quay trên bờ được, hơi chạy đi. Chào các bạn. Còn đây là bạn sâu nhá, bạn sâu bạn này nhút nhát, bạn ấy không dùng bể bơi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ đi ai nhảy sau. Rồi nhảy đi. Cẩn thận ngã nha. Lấy đà đi thỏ, lấy đà luôn. Sao thích không sao? Đây là con thì cho thèm rồi. Nào, vui không? Quay con nhà bác lên TV luôn. Dạ, anh về nha. Bơi đi con, An thử bơi, mẹ quay cho nào. Bơi từ đây ra chỗ cây nấm rồi, An bơi từ đây ra chỗ cây nấm nào. Cô mạnh tay lên, ngửa mặt lên, ngửa mặt lên này là cứ cua tay là lở thôi. Con ngửa mặt lên đúng rồi, cô tay mạnh lên, ngửa mặt lên. Ê, chưa bơi được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. An thì biết bơi lặn rồi. An biết bơi lặn rồi này. Rồi bắt đầu 1, 2, 3 bắt đầu nha. Bơi lại lần nữa này. Mai rút kinh nghiệm đi tầm này bơi cho nó thoải mái. Đi sớm quá đông nghẹt. Đi tầm này là đỡ mệt này, khớp trời. Đi rồi cho mát về ngủ luôn là được. Đây hôm qua đi đông quá phải về. Hết giờ chưa anh? Mấy giờ là đóng, mấy giờ là cho nghỉ? Em tưởng cho bơi đến đêm luôn chứ.